Liên quan đến vụ cưa hạ trái phép hơn 140 cây thông để chiếm đất tại tiểu khu 264, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng mà Truyền hình Nhân dân đã thông tin. Ngày 15 tháng 7, Công an huyện Lâm Hà cho biết sau 24 giờ vào cuộc điều tra, đơn vị đã xác định được các đối tượng tham gia thực hiện vụ phá rừng nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 15 tháng 7, Công an huyện Lâm Hà đã xác định hai đối tượng thực hiện vụ phá rừng gồm Trương Văn Thương, 36 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban và Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi, trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Tại cơ quan công an, bước đầu Thương và Tiến thừa nhận đã thực hiện vụ phá rừng nêu trên với mục đích lấy đất sản xuất. Qua thống kê, cơ quan công an xác định có 143 cây thông ba lá, hàng chục năm tuổi bị cưa hạ, tổng diện tích rừng bị tác động là gần 1.400 m². Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý những vi phạm giao thông, tín hiệu phương tiện giao thông trên đường thủy nội địa. Đánh giá của phòng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ gây mất an toàn như chủ phương tiện trang bị không đầy đủ dụng cụ, thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu sinh, cứu đắm, thuyền trưởng chưa triệt để chấp hành các quy định về quy tắc giao thông. Do đó, lực lượng chức năng tổ chức cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm từ nay đến giữa tháng 10/2023, tập trung kiểm soát các phương tiện di chuyển trên luồng chính như sông Sài Gòn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xử phạt hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Quảng Nam. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, phát hiện hơn 16.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt gần 16.200 trường hợp. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh với 18 buổi tuyên truyền trực tiếp tới hơn 1.800 lượt người tham gia. 15 buổi tuyên truyền cho giáo viên, học sinh cùng 59 doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải và 381 lái xe trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện vận tải và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa, tải trọng của phương tiện.